Cha dấu y, chúng con cảm ơn cha. À, lời của Chúa nói rằng sự phán xét được khởi sự từ nhà Ngài. Đặc biệt rằng là phán xét hội thánh nào mà Chúa bỏ Tin Lành Vương quốc của Chúa ạ. À, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống trên những hội thánh đó. Và đặc biệt rằng là con biết rằng Chúa yêu thương ai thì Chúa sẽ phán xét kẻ đó. Và đặc biệt rằng là ở trên đất này, và có càng có sự phán xét của Chúa thì càng có cơ hội để được vào trong vương quốc của Chúa. Con cầu nguyện xin cơn thịnh nộ, sự giáng giáng thịnh nộ của Chúa và sự phán xét của Chúa xuống trên hội thánh của Ukraine, là cái nơi mà đã nhận hạt giống Tin Lành Vương quốc của Chúa rồi, nhưng mà muốn chối bỏ Tin Lành Vương quốc của Chúa, cái hạt giống của Chúa, Chúa ạ, và biến Tin Lành trở thành một cái đạo đạo tôn giáo. Con cầu nguyện xin sự thịnh nộ của Chúa giáng trên những con người nào mà chống lại những tôi tớ của Chúa để thực hiện cái Tin Lành Vương quốc của Chúa. Và con biết rằng sự ăn năn, sự phán xét của Chúa đó là sự thương xót nhân từ của Ngài, và Chúa sẽ dùng những người mà như chính chúng con cũng đã từng chẳng ra gì trong thế gian, mà chính Chúa đã dạy dỗ phán xét chúng con và lôi chúng con ra khỏi cái hệ thống cầm tù của Babylon tôn giáo. Và giờ đây Chúa, con tin Chúa cũng đang lôi cổ tất cả những con người đang trong lầm lạc tôn giáo và biến Tin Lành của Chúa trở thành một cái tôn giáo đạo. Con cũng cầu nguyện để đập nát cái chủ quyền đó là chính thống thống giáo, các thượng phụ ở bên đất nước Nga, Chúa ạ, để dẹp tan những cái tôn giáo bẩn thỉu, tôn giáo chỉ hình thức bên ngoài mà sự gian ác nó vẫn hoàn vẫn vẫn liên minh với sự gian ác tối tăm của thế lực chủ quyền đời trời, chủ quyền của vua chúa đời này, Chúa ạ. Con cầu nguyện rút linh hồn của họ chuyển giao cho Chúa như thân xác phải hủy diệt trong ngày thịnh của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúa yêu chúng con, Chúa yêu tất cả các tạo vật của Chúa, và Chúa muốn phải hoàn trả lại cho Ngài, và chính Chúa dùng chúng con đứng ở trên vị trí trên các đỉnh núi, và Chúa khóc thương và nhìn thấy những các đỉnh núi, các lĩnh vực mà như chính trị tôn giáo, Chúa, và chúng con là những người mà Chúa cho chúng con được trải nghiệm ở trong tôn giáo, và nay Ngài giải thoát chúng con. Giờ đây chúng con không để cho nó ngày đêm không nghỉ ngơi, nghỉ yên, và khi mà nó phải trở lại vị trí ban đầu là phải trở nên giống Chúa để cai trị. Con cảm ơn Chúa, chính họ là cũng là anh em của chúng con, chúng con cũng khao khát để họ cũng nhận được cái cơ nghiệp đời đời chính là chính Chúa, chính vương quốc của Ngài. Con yêu Chúa, con chúc phước trên Ukraine, xin con chúc phước cho tất cả những tác phẩm của Chúa trên những người tôi tớ của Ukraine, những người dám trả giá, dám đứng lên để mà binh cái sự lẽ thật, Chúa ạ. Và con cầu nguyện xin Chúa thức tỉnh những cơ đốc nhân ở tại Ukraine, họ lúc này họ phải đứng vững cho đến chặng cuối cùng, Chúa ạ, cùng với Chúa để mà cai trị trong vương quốc của Ngài. Ukraine là cái nơi mà Chúa đã chọn, là cái nôi Tin Lành vương quốc của Chúa. Chúa không bao giờ bỏ qua. Con tin Chúa sẽ làm sống động Ukraine trong những ngày cuối cùng này. Con yêu Chúa, và con cũng cầu nguyện đặc biệt tất cả chế độ độc tài, tư tưởng bệnh hoạn của Cộng sản Putin phải bị diệt dưới tay của Chúa, dưới uy quyền của Chúa. Con yêu Chúa và yêu tất cả tạo vật của Ngài, và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Oh, lạy Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Cha. Chúng con đưa Ngài kêu gọi chúng con để chúng con cầu nguyện, chiến lược cầu nguyện cho Ukraine. Chúa, cảm ơn Chúa. Nơi dân dân Ukraine là nơi mà Tin Lành vương quốc mà Chúa đã đặt để từ chỗ ban đầu. Chúa, nay Chúa đang bày tỏ cho dân sự của Ngài ở trên đất nước Ukraine. Chúa, ô qua dân Ukraine mà chúng con đã nhận được Tin Lành nước trời. Chúa ơi, cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ được phước, cầu nguyện cho họ này Chúa đang để cho họ ở trong trong bụng cá trong 3 ngày 3 năm đó, Chúa ạ, để họ biết ăn năn sám hối cho qua cái sự chiến tranh này. Họ phải nhận biết chính Ngài, Chúa, họ kính sợ Ngài và họ trở về cùng Ngài, kêu cầu danh của Ngài thì họ được cứu. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, Ngài yêu thương anh chị em chúng con để Ngài trỗi dậy, Ngài dấy lên chúng con là những người mạnh mẽ để cầu nguyện chiến lược, cầu nguyện đắc thắng cho đất nước dân Ukraine này, Chúa ạ, để dân Ukraine là những người mà Chúa đang tuyển chọn
trong những ngày sau rốt này, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Ô, xin Chúa bày tỏ sự tin lành vương quốc của Ngài để họ, khi họ đã nhận được tin lành vương quốc của Ngài ở trên đất Ukraine, thì họ phải làm việc cho những giá trị của nước trời. Chúa ạ, cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con cầu nguyện đập phá hủy diệt tất cả những quỷ cộng sản, Putin, Chúa ạ. Đó là những sự ác mà ông đang gây lên cả trên toàn cầu này, trên thế giới này. Chúa ơi, ô, những sự đe dọa của ông, ông đang gài bẫy những điều mà ông đã làm, thì họ sẽ rơi vào những bẫy của họ. Chúa ạ, cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con đập phá hủy diệt tất cả những cái vũ khí súng ống của dân Nga. Ô, những thứ đó phải bị dẹp tan đi, Chúa ạ. Ô, không có thể nào mà sử dụng được chưa? Thì họ sẽ đem ra ngoài chiến trường. Ô, tất cả những đó bị hư hỏng hết. Chúa ơi, cầu nguyện đập phá cơn thịnh nộ của Ngài, đập phá tất cả những truyền thống của dân Nga, Chúa ạ, để dân Nga không có thể nào mà lấn chiếm được đất nước Ukraine được, bởi đất nước Ukraine là nơi mà Chúa đã đặt để tin lành vương quốc của Ngài. Chúa ơi, không có ai có thể đụng chạm tới dân Ukraine. Ồ, ai mà đụng chạm dân Ukraine là Ngài sẽ hủy phá những đất nước đó, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Con cầu nguyện chúc phước cho dân Ukraine, cho những người Ukraine và cho những người, cho hội thánh của Ukraine, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, chúng con yêu Ngài, yêu anh chị em chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn anh chị em. Tiếp nha, chị Chi. Ôi lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Nguyện phước lành của Ngài đến trừ dân Ukraine. Nguyện phước lành của Ngài đổ trên các người dân lính của Ukraine. Xin Chúa chúc phước Amen. lành cho dân của Ukraine và sự thịnh nộ của Ngài thiêu đốt những con người ác độc của chế độ cộng sản. Chúa ạ, con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng ăn năn cho người dân Ukraine để tin mừng vương quốc của Ngài được loan tỏa khắp đất. Trong danh Chúa Jesus quyền năng, xin Chúa hãy ban thần của Ngài gìn giữ Ukraine trong bàn tay yêu thương của Cha. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm Amen. tạ Chúa. Xin Chúa là vala sang cả đàn bên chung chú Lạy Cha vô ưu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha thẩm quyền mà Ngài đã ban cho chúng con. Ngài còn nói với chúng con để mà xin ngoại bang làm cơ đầu cùng đất làm của cải, và Ngài còn cho chúng con khí cụ là dùng cây gậy sắt mà nát chúng nó khác nào bình yêu ơi mà Ngài cho chúng con. Chúng con không thể nào coi thường được. Chúng con biết được rằng Ngài đã yêu thương chúng con và trang bị cho chúng con hàng ngày hàng giờ đây để cho chúng con khôn lớn trở nên những người con trưởng nam của Ngài, để mà mang lẽ thật trong đời sống của chúng con, nhận biết lẽ thật hàng ngày hàng giờ. Và Ngài còn xưng chúng con là công bình của Ngài nữa, để chúng con mặc cái áo giáp công bình đó, Chúa ạ. Và tin mừng vương quốc của Ngài đã nhúng chìm chúng con rồi, thì mà chúng con đã đến được tận nơi Ukraine để nhận được tin mừng vương quốc của Ngài, Chúa ạ. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, và đức tin trong thức ăn của tin mừng vương quốc Ngài trưởng thành, tin vào tất cả những gì mà Ngài phán cho chúng con. Và Chúa, chúng con cảm và gươm của Đức Thánh Linh cho chúng con nữa, để chúng con trang bị đầy đủ trong đời sống của chúng con, bởi vì con người thuộc linh của chúng con là thuộc về trời rồi, Chúa ạ. Thì giờ đây trong lời môi miệng của chúng con nói ra những lời về trời, những lời sắc bén từ trời, và con công bố sự công bình của Ngài, thần thiêu đốt của Ngài thiêu hủy hết tất cả những gì không phải từ nơi Ngài trồng ở nơi Ukraine, để mà thiêu rụi hết tất cả. Và Chúa giáng xuống thần tình yêu, sự công bình và sự thánh sạch của Ngài, sự mạnh sức của Ngài, sự sáng của Ngài trên hội thánh của Ngài ở tại Ukraine trong trận chiến này, Chúa ơi, để cho hội thánh của Ngài mở mắt ra và thiết tha với Ngài, mà quặn thắt với Ngài trong cái thời gian đang bị ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm này, để mà trở lại cái vị trí ban đầu, thực hiện là đem tin mừng vương quốc của Ngài rải ra khắp khắp đất.
chơi, và chúng con cũng công bố sự công bình của Ngài đến với ý đội ngũ của hàng giáo phẩm mà đã từng cầu nguyện phù phép tôn giáo đó, chưa ạ? Họ đã cầu nguyện những cái lời phù phép để cho sự ác, thì giờ đây con công bố sự công bình, thần thiêu đốt của Ngài, lửa của Ngài thiêu đốt hết tất cả những giáo điều của những giáo lý của họ ra khỏi đất nước Ukraine, và cho họ được sự sáng của Chúa, và làm cho lòng của họ tan vỡ ở trong Ngài bất cứ một hình phạt nào, bởi vì chúng con biết được rằng sự hình phạt mà của Chúa ngay thời khắc này đó là sự thương xót của Ngài, Chúa ạ. Và con gieo trồng lẽ thật, con gieo trồng tình yêu, sự thương xót của Ngài nơi các vị tôn giáo đó, con bóc tách ra họ đang lầm lẫn, đang lầm u mê tăm tối ở trong những cái giáo điều tôn giáo đó, thì trong danh của Chúa Giêsu con chiếu sáng họ bằng ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu nơi các nhà lãnh đạo để tôn giáo đó, để họ được thoát ra khỏi cái hệ thống tôn giáo, và chúng con cũng công bố sự sáng của Chúa lên tất cả những con người ở dân tộc Nga hiện nay, để con bóc tách ra họ đang lầm lụy ở trong cộng sản phát xít, chưa ạ, để mà họ trở nên, họ biết được rằng cái vị trí của họ cũng như là con họ là con cái của Ngài, để mà trở về ăn năn với Ngài trong cái trận chiến này, Chúa ơi. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, con chúc lành và chúc phúc cho quân đội Ukraine, và chúc lành chúc phúc cho tất cả những con cái của Chúa đang trong sự lầm lạc, để mà qua lời chúc phúc của chúng con họ có nhận được sự sáng của Chúa, sự sống của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu, Ngài đổ đầy cho chúng con những lẽ thật, Chúa ạ, Ngài đổ đầy cho chúng con quyền phép, Chúa ạ, để chúng con giày đạp rắn các bộ cạp, Chúa ạ, không chi có thể thắng được. Chúng con là những người mặc bản chất của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện cho đất nước Ukraine, đặc biệt là những chúng con cầu nguyện, Chúa ạ, theo ý muốn của Ngài, Chúa ạ, để hủy phá tất cả những cái tôn giáo, hủy phá tất cả những lời cầu nguyện phù phép của các tôn giáo, Chúa ạ. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con đập đổ cái kẻ mạnh chức là tôn giáo, các lời phù phép của nó bị hủy phá hết, Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện, Chúa ạ, cảm tạ Chúa rất là nhiều, Chúa ơi, vì Ngài là đấng mà phán xét nổi giận với sự gian ác, Chúa ạ. Và con cầu nguyện, Chúa ơi, tất cả những lời cầu nguyện phù phép gian ác đó đều bị lửa của Ngài, sự thạnh nộ của Ngài giáng trên, Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Hallelujah. Và chúng con cầu nguyện chúc phước, chúc lành cho đất nước Ukraine và nỗi tin lành vương quốc của Ngài, thực hiện ý muốn của Ngài, hủy phá, đứng lên và sáng lòe ra để hủy phá hết tất cả những cái nhà nước độc tài phát xít Nga, Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để dân đất nước Ukraine, Chúa, nhận trách nhiệm giao truyền tin lành nước trời của Ngài, Chúa, giao truyền cho người ta ăn năn để người ta đi vào con đường chỉ đạo của Ngài, Chúa. Con cảm ơn Ngài, Chúa, và con chúc phước cho tất cả những lời cầu nguyện trên người cha thuộc linh của chúng con, trên tất cả anh chị em của chúng con, Chúa. Chúng con yêu mến Ngài và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. 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 Cứ lạy Chúa đã chờ con, Cha. Cảm ơn Ngài vì Ngài cùng với anh chị em con, Cha. Mà dẫn dắt chúng con sẽ đi đâu chúng con cầu nguyện để công bố sự phán xét của Ngài trên chính nhà của Ngài trước tiên, Cha. Sau đó sự phán xét của Ngài sẽ lan tỏa ra, Cha, để đập nát tất cả sự gian ác cho tất cả liên minh của nhân linh của người và Babylon, Cha. Cha cầu nguyện nhân linh người và của Satan, Cha, cầu nguyện để đâu Ngài để lửa nổ Ngài đổ xuống, Cha, trước tiên nhất thì thánh của Chúa, Cha, và thánh của Chúa Urena, Cha, để rồi họ được Chúa làm sạch tất cả sự gian ác của Jerusalem của Ngài, Cha, và được mặc lấy hình ảnh của Đấng Christ, Cha, họ nhận biết được sứ mạng, sự kêu gọi của Ngài, Cha, bản thiết kế tiền định mà Ngài đặt đến cho họ, Cha, để họ thực hiện theo đúng sự kêu gọi của Chúa, Cha, để làm sự sáng của Ngài, Cha, không làm sự bình yên của Ngài, Cha, cho các dân các nước, Cha,
cho con nguyện để rồi sự sao của ngài sẽ đổ trên đạo quân của cộng sản phát xít Nga cha, để rồi họ bị tan nát hay sao tất cả những cái khí tài của những vũ khí, những xe tăng, những thiết giáp, những đạn dược của họ sẽ bị hủy phá sa ô này, làm cho tất cả những cái chiến thuật của họ sẽ bị thất bại sa. Ông nguyện rầu ân điển của ngài đổ trên họ sa để cứu lấy những người mà bị Chúa phó cho sự hủy diệt về thể xác sa, nhưng mà linh hồn họ được Chúa cứu sa. Ông nguyện rầu tình yêu của ngài sa đổ đầy trên chính trận chiến này sẽ rầu người ta đánh giết nhau sao không phải bởi sự ghen ghét, chứ không phải bởi sự căm tức chào, nhưng mà trong cái lẽ thật sự công bình của ngài, chơi trong cái sự mà làm những cái điều mà đúng đắn trả để bảo vệ quê hương đất nước của mình, trả để họ là bảo vệ những giá trị tự do, cho những giá trị mà đúng đắn của ngài, chơi những bảo vệ những cái sự công bằng của ngài sao cho con nguyện đầu ngài ban sự ban ơn của ngài trên đạo quân của Ukraine sao cho họ được Chúa sử dụng họ sao để họ trải qua những cuộc chiến này sao ngài sử dụng những tai họa sao để cứu lấy những con người đang ở trong tai họa sao trong cái sự mà họ đánh mất cái sự kêu gọi của ngài sao trong cái việc mà trở nên cái nào tình lành nước trời sao con nguyện rồi. Hậu thánh của Chúa rằng những anh chị em công dân ở Udina rằng họ nhận biết được cái sứ mạng sứ gọi của ngài, rằng họ sống đúng với mục đích mà Chúa kêu gọi họ, sẽ cảm ơn ngài rất nhiều rằng cho con nguyện rồi sự ơn đi ở ngoài và cha cũng đổ trên quốc gia Nga chơi ở nơi đó, cha những hậu thánh của Chúa chơi những người yêu mến thật của ngài, rằng họ cũng nhận biết được thời kỳ của mình ra để nắm lấy cơ hội sơ để có thể đứng lên ôm mà bảo vệ đất nước của họ ra trong cái sự công bình của Chúa, trong sự kính sợ ngài ra và cầu nguyện rồi huyết của ngài bao phủ hết tất cả những người dân ra đang trong vòng cuộc chiến này sơ những để rồi họ được ông Chúa thương xót cho họ nhận lấy họ hiểu biết được cái ý nghĩa, hiểu biết họ nhận lấy sự cứu rỗi của ngài, sao con cảm ơn ngài, sao con dân quốc gia Ukraine và Nga lên cho ngài, sao con cảm ơn ngài, con cầu nguyện nhờ Đức Chúa Jesus, amen. 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 Cảm tạ Chúa. Ngợi khen Chúa vì ngài làm mọi điều qua lời tội chúng con. Chúa đã hủy phá hệ thống tôn giáo, đặc biệt hệ thống tôn giáo Cơ Đốc tại Ukraine, tại Nga và trên toàn thế giới. Chúa tạ ơn Chúa. Ô, vì sự phán xét khởi từ nhà Chúa Trời, Chúa ạ, và chúng con là người thi hành sự phán xét đó, chúng công bố sự thi hành sự phán xét đó, Chúa ạ, và chúng ra lệnh cho trời và đất, tất cả thiên sứ thiên binh Chúa Trời về thi hành lệnh phán xét để hủy diệt tất thảy các lãnh đạo tôn giáo giả dối, Chúa ạ, để phó họ cho quỷ sa tăng cũng như có thể sự hủy diệt, Chúa ạ, để linh hồn được cứu trong ngày Chúa Jesus Christ, Chúa chúng con, Chúa ạ, trên tất thảy đời sống của các sứ đồ tiên tri, các thầy giảng giáo sư mục sư, trên tất thảy các giáo hoàng thượng phụ, các hồng y, các cha đạo, các linh mục, các giám mục tổng giám mục, Chúa ạ, tất thảy địa phận, tất thảy trên thế giới trong danh Chúa Jesus Christ, dù họ có chạy trời cũng giật xuống, dù họ có lôi chui xuống âm phủ cũng bị kéo lên, Chúa ạ, để bị phán xét trong danh Chúa Jesus. Cảm tạ ơn Chúa, hallelujah. Chúa ơi, giờ đây cái bóng che phủ quân đội Nga và tất cả các trại súc vật cộng sản trên thế giới đã bị đánh tan tành đi rồi, Chúa ạ. Các lời cầu nguyện phù phép đã hủy diệt rồi, Chúa ạ. Các lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt những kẻ mà cầu nguyện đó đã bị bắt trói rồi, Chúa ạ, và linh hồn họ đã bị nộp cho Chúa Jesus bây giờ, Chúa ạ. Trong danh Chúa Jesus và chúng con công bố sự hủy diệt Đức Chúa đến trên quân đội của Nga, hủy diệt đến trên toàn bộ nền kinh tế của Nga, tên khoa học kỹ thuật của Nga trong danh Chúa Jesus Christ. Tất thảy các trung tâm đầu não của Nga, toàn bộ bộ máy chiến tranh của Nga đều hủy diệt trong danh Chúa Jesus Christ. Sakadababudu đã công bố sự phản chiến trong hàng ngũ lãnh đạo của Nga, quân lính của Nga, ta công bố sự đảo chính, ta công bố sự hỗn loạn cực điểm trong tất thảy các giới lãnh đạo của Nga, ra trong giới thượng lưu của Nga, lãnh đạo của Nga, trong kinh tế, trong thương mại, trong truyền thông, trong trong chính trị, trong quân sự, trong an ninh quốc phòng đều rối loạn cực điểm, tất tẩy cái lời đó đánh giết nhau trong danh Jesus Christ, để lời Chúa ứng nghiệm rằng gươm chúng sẽ đâm lòng chúng đó, thành cung của nó sẽ bị gãy, ra xa bởi cái lưới mà chúng nó đã tung ra thì chính nó sẽ xa vào cái lưới đó của chúng nó đã
và cái hố mà nó đào để diệt cái công bình thì chính nó sẽ sao cái hố đó. Ô, trong danh Chúa Jesus, tất cả cơ quan an ninh diệt lại Putin, ô Putin diệt lại tất cả các lãnh đạo khác, ô và tất cả quân đội, bộ quốc phòng, ô bộ an ninh quốc gia đều tiêu diệt nhau trong danh Chúa Jesus. Sakadabagusokadabarazakadabo đã công bố sự hủy diệt trời đến tất cả khí tài quân sự của Nga, đến trên tất cả các huyết mạch của Nga, Sakada đến trên các kho tàng vũ khí của Nga, đến trên các đường hậu cần của Nga đều đánh diệt, tất cả sở chỉ huy của Nga đều bị đánh tan tành, hủy diệt trong danh Chúa Jesus. Với thiên sứ đi trời hay hủy diệt tất cả các binh đoàn của Nga trên lãnh thổ Ukraine, hủy diệt tất cả các hạm đội, tàu ngầm, tàu chiến của Nga, hủy diệt tất thảy các sân bay, đặc biệt là các máy bay ném bom chiến lược cường kích tiêm kích của Nga, tất thảy các máy bay không người lái của Nga đều bị hủy diệt trong danh Chúa Giêsu. Amen. Tất thảy các kho lương thực, vũ khí của Nga đều bị hủy diệt, đều đốt cháy tan tành trong danh Chúa Giêsu. Adabadu, xe và kẻ cưỡi xe, ngựa và kẻ cưỡi ngựa, đều đập nát tan thành, vì dùng ta là búa và khí đấy đánh giặc trong tay của Ngài. Ngài dùng ta phá tan các dân và diệt các nước. Ngài dùng ta phá tan ngựa kẻ cái ngựa, xe kẻ cái xe. Ngài dùng chúng ta phá tan kẻ chăn bầy nó, kẻ cày ruộng đôi bỏ nó. Ngài dùng chúng ta phá tan các quan cai trị và các quan đề hình. Nhưng trước mặt chúng ta, Ngài báo trả cho Babylon và mọi dân canh đê phạm điều ác chi mà chúng nó đang tại sơn của Ngài. Ô Rasakandabo, ta phá tan thành tất cả quân đội Nga, ô tất cả các nhà máy chế tạo, ô sở vũ khí của Nga, tất cả các nhà máy công xưởng sản xuất cũng như là sửa chữa vũ khí của Nga đều bị nổ tan tành trong danh Chúa Jesus Christ. Tất thảy xe kể cái xe đó, tất thảy những cái người mà lái máy bay điều khiển máy bay đó đều bị tan tành, tan xương nát thịt trong danh Chúa Jesus Christ, để linh hồn được cứu trong ngày Chúa Jesus. Họ chỉ còn 7 giây, ta cho họ 7 giây để họ ăn năn kêu cầu Chúa, lại Chúa Jesus xin cứu con, hãy tiếp nhận linh hồn của con. Con giao phó đời sống con cho Ngài, Saka, và trước khi họ bị tan xương nát thịt trong danh Chúa Jesus Christ, để họ được trở thành anh em chị em yêu dấu của ta trong Đấng Christ. Saka đã bao nhiêu số con đồ, trong danh Chúa Jesus, hallelujah, hãy trời hãy nghe, hơi đất hãy lắng tai mà làm đi trong danh Chúa Jesus. Saka đã bao Saka đủ, ta ra lệnh cho tất cả quốc gia phương Tây, Mỹ, châu Âu, và tất cả quốc gia khác, phải phục vụ Ukraine này, vì cái Ukraine là cái nôi của tin mừng vương quốc Chúa Trời, để cả thế giới phải nhìn Ukraine, để ngắm xem sự vinh hiển Chúa Trời, để ngắm xem trận chiến này chẳng phải thuộc về các người, mà trận chiến này thuộc về Chúa Trời. Hãy ngắm xem Chúa Trời ngày chiến đấu ra sao, ngày tiêu diệt tất thảy các binh đoàn Nga ra sao trong danh Chúa Jesus. Sakadabu đã công bố sự trông cậy của quân dân của Ukraine vào Đức Chúa Trời. Ta công bố các hội thánh tại Ukraine được thức tỉnh ra để mà ăn năn về sự mình đã giết các tiên tri có đấng sức giàu của Chúa Trời khi giảm tin lành vương quốc của Chúa Trời, để trong 3 năm trong cuộc chiến tranh này, trong bụng cá, họ ăn năn đau đớn và được thoát ra. Là chúc phước cho nền kinh tế của Ukraine, là chúc phước cho công nghệ quốc phòng Ukraine. Ta chúc phước cho tất cả người dân Ukraine, từ người quân lính Ukraine được bảo vệ trong huyết cho đến huyết linh hồn họ được bảo toàn. Ta chúc phước cho linh hồn của tất cả người lính Nga, để linh hồn của người lính Nga được cứu trong danh Chúa Jesus Christ. Ta chúc phước cho linh hồn của Putin, để Putin được cứu, Shoigu được cứu, tất thể các lãnh đạo của nhà nước Nga phản động đó được cứu trong danh Chúa Jesus. Ta chúc phước cho linh hồn của Tập Cận Bình, linh hồn của Nguyễn Phú Trọng, linh hồn của tất thể những thành viên của băng đảng cướp mafia cộng sản đó. Ta chúc phước cho linh hồn của Kim Jong-un, của tất thể các băng lãnh đạo của nhà nước phản động độc tài, Triều Tiên, Bắc Hàn đó, Bạch Nga đó, Iran đó, để họ được cứu trong danh Chúa Jesus Christ, vì họ là con trai con cái của chúng ta. Hallelujah. Sakadabaru Orasata, hủy diệt tất thảy công việc của họ, tất thảy công việc gian ác của họ, cái chế độ phản động cộng sản đó, cái trại sức vật cộng sản đó, tao quét sạch bằng lửa thạnh nộ Chúa Trời, và chổi hủy diệt Chúa Trời, cái thiên sứ hủy diệt Chúa Trời, anh giáng lửa thạnh nộ của Ngài đến trên tất thảy các trại sức vật cộng sản đó, hủy diệt tất thảy Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Hoa, hủy diệt tất thảy cái trục ma quỷ đó trong danh Chúa Jesus. Sakadabaru Rasaka, Rasaka, Đức Chúa Trời cũng làm sự hủy diệt, Đức Chúa Trời đến trên các thế lực ngầm ở phương Tây, hủy diệt ở trên Hoa Kỳ, hủy diệt ở trên EU, hủy diệt ở trên NATO, Saka để tất cả thế lực gian ác đó cũng bị tan tành cho qua cuộc chiến này nhân danh Chúa Giêsu. Con cảm tạ ơn Chúa để dân của Chúa phải mà bước vào đó, Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con biết rằng sự hủy diệt của Chúa sẽ đến từ từ, Chúa ạ. Nó không đến ngay được, bởi vì do dân của Chúa chưa sẵn lòng, Chúa ạ. Vì vậy, chúng con cầu nguyện, và chúng con cầu nguyện trong lời cầu nguyện này để khuấy đảo tất cả hội thánh Chúa lên, để chiếm lĩnh tất cả lĩnh cao trong lĩnh vực về tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng nữa, Chúa ạ. Rasaka, để họ chiếm được các lĩnh vực đó, Chúa ạ. Để khi ngày hủy diệt tất cả các
con cái ma quỷ ra rồi chưa ạ, thì con cái của Đức Chúa Trời đưa vào đó để lãnh đạo, để đời chứng nghiệm rằng xảy ra ngày sau đốt núi của nhà Đức Chúa Trời sẽ được vững trên đỉnh tất cả các núi cao trên mọi đồi, mọi dân tộc thứ tướng sẽ đổ vào đó chưa ạ, và sẽ chạy vào đó để thờ vượng Đức Chúa Trời, để dâng mình cho Đức Chúa Trời chưa ạ, cho cảm tạ ơn Chúa, vì hội thánh sự thương xót thiên chúa của ngài chưa ạ sẽ đứng đầu để mà dẫn đầu tất cả đạo binh đó để thờ vượng Chúa chưa ạ, cho nên hoàng hậu sủng ái của ngài chúng con sẽ dẫn tất cả người dân nước đó đến đầu phục ngài chưa ạ, và chúng con nhúng chìm họ, báp thêm họ trong Chúa Cha, trong Chúa Con, trong Thánh Linh. Hallelujah, cho ngợi tên Chúa, cảm tạ ơn Chúa về chiến thắng chắc chắn của quân đội Nga với Đảng Cộng sản và Đảng Lao động Triều Tiên, với Đảng Thống nhất nước Nga chưa ạ, chính quân đội Nga tiêu diệt cái Đảng Cộng sản và Đảng đó chưa ạ, và công bố sự thua trận của quân đội Nga đến trên quân với quân đội của Ukraine chưa ạ, trong danh Jesus Christ, đã để lời cho ứng nghiệm rằng người ta mất 7 năm để người ta hủy hoại tất cả vũ khí của quân đội Nga và đồng minh của nó trên lãnh thổ Ukraine, người ta mất 7 tháng để chôn vùi các tỷ sử sĩ của quân Nga và đồng minh trên lãnh thổ Ukraine này chưa ạ, trong danh Jesus Christ, và qua cuộc chiến này chế độ phản động cộng sản Putin bị diệt hoàn toàn trong danh Jesus Christ, nhà nước Nga bị tan rã ra trong danh Jesus Christ, con gấu Nga bị tan rã, bị chặt đứt hết đầu trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa, mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài Chúa ạ. Con yêu Ngài, Chúa yêu từng con người một chưa, vì họ được cơ nghiệp chúng con. Ô rasaka cherasaka nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Đã ơn Chúa. Amen. 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 Những cái lãnh đạo nào mà họ không ủng hộ quân ủng hộ Nga, họ không ủng hộ Ukraine đấy, thì lãnh đạo đó sẽ bị phế truất mà. Sakada, tất cả các ứng cử viên tổng thống nào cũng vậy thôi. Nếu mà họ mà có chính sách mà bài Ukraine đấy, thì họ sẽ bị phế truất ngay từ xa, thậm chí họ sẽ bị bổ tù nữa. Sakada để họ bị nhốt trong tù, Rasa để họ không bị cầm lại trong tù, để họ không có thể là cuối đảo nữa. Và sau khi mà Ukraine Đức Chúa Trời làm xong mọi sự cần thiết rồi, thì họ sẽ ra tù. Sakada Barasa chưa được trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa, chúc lành cho dân Chúa, chúc lành cho đất nước dân tộc Nga, Ukraine và trên toàn thế giới. Amen.